Hello Tâm. Dạ, chào anh Kiều Phát. Rồi, Dạ. em có thể cho anh biết là cái hôm nay là cái ngày gì đây mà thấy đông quá này nè. Dạ, điều đầu tiên là em xin phép được cảm ơn, biết ơn anh Kiều Phát trong mấy chục năm trời vẫn luôn luôn quan tâm và hướng dẫn em Út. Dạ, hôm nay là một cái duyên phận để thăm đến với Claracio. Hôm nay là ngày ra mắt Claracio. Trong lĩnh vực về điện ảnh và âm nhạc, và Tâm xin phép nói là đây là một cái nhân duyên mà được hợp tác với các anh chị trong Ra, với có phòng thu, có phòng sản xuất, rồi có sân khấu, có truyền hình, có đủ hết tất cả các cái loại hình sản xuất, các chương trình về truyền thông. Thành ra Tâm rất là may mắn và biết ơn các đấng thiêng liêng đã dẫn dắt Tâm đến với Claracio. Cái hoạt động của Cala Studio thì như thế nào? Em có phòng thâu, thí dụ như là khách muốn tới thâu, hay là em có những cái chương trình nào để trên phát ở trên cái app phải không? Dạ, em xin phép nói là thật ra tất cả phần lớn các chương trình để phục vụ cho việc sản xuất các cái content, những cái chương trình để phát trên cái app, mà trong tháng 7 này anh Nghị, anh Tuệ sẽ khai trương cái app đó, và cái app đó là sẽ chiếu trên toàn cầu và hoàn toàn miễn phí. Thì tập trung tất cả, ví dụ như có những cái chương trình về phát triển tài năng âm nhạc, chương trình về giọng ca Cali, chương trình về thu âm, về rất là nhiều chương trình để phục vụ cái kênh đó là chính, nhưng đồng thời vẫn mở rộng để được hợp tác với tất cả các những đơn vị xung quanh để sản xuất các chương trình nào hai bên thấy phù hợp. Tức là bây giờ em có thể là hợp tác với nhiều những cái những cái trung tâm khác đến đây hợp tác, cùng hợp tác với em. Nói đúng là tất cả cái này là phải xin phép, là đáng lẽ cái người đầu tàu trong cái việc trao đổi này là anh Nghị và anh Tuệ. Nhưng mà anh Nghị và anh Tuệ là người có rất là có tấm lòng và rất là mở cửa để mà đón nhận tất cả các cái nguồn đối tác của xung quanh. Mọi việc cứ liên lạc với anh Nghị với anh Tuệ, Tâm là phụ trách về âm nhạc là chính. Bây giờ những người mà muốn đến thâu một cái CD hay là làm cái CD riêng cho họ thì Tăng có Tăng. Nói chung là cái gì âm nhạc là welcome hết. Em làm hết. Còn về những cái sản xuất nội dung chương trình gì mà tính các dự án hay gì là cứ liên lạc với anh Nghị. Hiện nay là ra mắt hôm nay cũng là mở rộng cho tất cả mọi người đến với Claracio. Em có thể giải thích cái app của cái app mà trên cái này thì chắc anh Nghị rành hơn, nhưng mà giống như là Netflix hay là các cái app mà để phát những chương trình truyền hình, phát những bộ phim điện ảnh, phát những cái content về documentary, du lịch hay là âm nhạc đều nằm trên cái app đó hết. Thì theo Tâm biết thôi là mình chỉ cần đăng ký vô cái app đó là có thể coi miễn phí tất cả các chương trình. Cái để bị bí mật này đó, để dành cho anh Nghị, anh sẽ khai trương vào tháng 7 này. Tâm với tất cả anh em đây đang miệt mài sản xuất chương trình, nghĩa là đêm qua là 12:30 chưa ngủ. Sắp ra chừng nào cái chương trình đó mới phát hành? Trong tháng 7 anh Nghị sẽ dự định phát hành cái chương trình. Còn Tâm là lo về phòng studio, ban nhạc và âm. Nói chung là anh em có cái gì cộng tác vô hết, hết lòng hết sức. Ok, cảm ơn Tâm đã trao đổi để cho khán thính giả của Trẻ Magazine USA biết về cái sinh hoạt của Tâm tại khu Lý Đô Sài Gòn này. Đây là một công việc làm rất mới, rất mới mà cần cho khán giả theo dõi để quan tâm và ủng hộ Tâm, cũng như là Claracio Studio được thành công.
Dạ, biết ơn nghe khán giả, biết ơn chị Phát. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn. Cảm ơn. Chúc thành công. Dạ, cảm ơn. Ok, chúc thành công.